Hey, cho mọi người nghe được không? Ây da da. Xin lỗi nha. Chat stream nó hơi chậm chút xíu. Rồi, hôm nay mình sẽ cùng với bạn vẽ những thứ linh tinh và mình muốn mời bạn vô cái không gian vẽ bình thường của mình, không gian Procreate đó, để bạn có thể cùng vẽ với mình, hoặc là nếu mà bạn có những câu hỏi về Procreate hoặc là bạn xem thử các bước từ từ đầu đến cuối mình đã làm một cái hình vẽ mà mình thường post lên Facebook như thế nào. Đây là file vẽ đủ thứ. File vẽ này được dành tặng cho ai đã mua những file vẽ siêu đơn giản của Doris. Và trong file vẽ này bạn sẽ được vẽ những thứ dễ thương như là tô mì nè, như là dĩa cơm sườn nè. Không, đây là cơm xúc xích rồi, không phải cơm sườn. Đó, thì mình có những thứ đơn giản như vậy. Như tụi mình vẫn thường hay nói thì đầu tiên, bước đầu tiên khi vô vẽ Procreate thì mình sẽ tạo một canvas mới. Bạn có thể chọn tùy kích thước ở đây. Ta-da! A6, A4, A3, bookmarks, screen size. Vì mình đang vẽ cùng với mọi người nên mình sẽ chọn screen size. Giống như một tờ giấy vậy đó. Thông thường trước khi vẽ mình sẽ làm thêm một bước này nữa, mình tiết lộ cho mọi người nghe ha. Đó là mình chọn cái cọ có tên là texture. Texture là hoa văn, không biết nói sao. Mình sẽ chọn grid. Grid là ô trống, ô vuông vuông. Chuyển nó xuống màu xám. Mình sẽ tạo cho cái canvas của mình nó có ô vuông. Đố mọi người biết tại sao? Để chút nữa vẽ thì nó không có bị lên hàng xuống lối đó. Mình chỉnh cho độ phân giải của cái ô vuông này nó thật là thấp. Thật là thấp. Để mình thấy nó mờ mờ thôi, nó không ảnh hưởng tới cái hình vẽ của mình. Thì như bạn biết rồi, khi mà mình vẽ Procreate, mình chia các layer một cách hợp lý, thì mình chỉ cần tắt bật layer chút xíu nữa sau khi hoàn thành hình vẽ. Mình sẽ tắt layer này đi và không động tới nó nữa. Rồi, ok, bây giờ trong cái bài hôm nay các bạn có gợi ý muốn vẽ gì không? Nếu mà bây giờ mình sẽ vẽ trước một cái tranh đơn giản rồi mình để dành thời gian cho mọi người muốn muốn vẽ gì thì comment bên dưới nha. Ok. Đổi lại cọ này, cọ bình thường của tụi mình là cọ B6 pencil. Bạn 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 tạo cái grid như vậy nè thì nó giúp bạn đỡ có lên hàng xuống lố, xuống xuống lên núi xuống biển. Tại vì chút nữa lúc mà mình vẽ đó thì mình zoom ra zoom vô, không có cái grid này bạn thật sự không biết là tờ giấy của mình nó đang giật ngang hay đang dọc hay đang méo, và thế nào bạn vẽ nó cũng bị méo. Đây là một trong những cái khó khăn của ai vẽ digital đó. Bạn không quen thì bạn sẽ không xác định được tờ giấy của mình đang nằm như thế nào. Vì vậy Doris thường bật cái grid lên trước. Cọ grid nó nằm ở trong texture. Ấn texture, chọn grid, tạo một cái layer có nét sọc sọc để khi mình vẽ thì không bị lên hàng xuống núi. Ok, hôm nay mình sẽ vẽ cái khuôn mặt nhé. Như tụi mình đã cùng học với nhau vẽ khuôn mặt cơ bản thì tụi mình sẽ vẽ hai cái má. Lỗ tai, mắt, mũi, miệng. Ở phía dưới của cái cổ mình cho một chút xíu bóng. Rồi, ok. Vẽ trên Procreate thì nó cũng giống như là bạn vẽ ở trên giấy vậy đó. Chỉ khác một cái là trên giấy bạn phải gom, còn Procreate bạn có thể lùi lại cái nét mình vừa vẽ. Tới lui rất là nhanh. Độ sai sót nó sẽ ít hơn. Ngày xưa thì mình vẫn hay nghĩ rằng vẽ 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 máy nó sẽ khó hơn vẽ tay rất nhiều, nhưng đến khi mà vẽ máy nhiều rồi thì mình quyết định là không quay lại vẽ tay nhiều như khi trước nữa, bởi vì vẽ máy thật sự cho bạn rất là nhiều cái lợi thế lớn nhất theo mình nghĩ đó là lưu trữ file.
là chỉnh sửa mà không ảnh hưởng tới những phần còn lại, là tô màu, bởi vì màu trong máy thì bao giờ nó cũng chính xác hơn là khi tụi mình sử dụng màu ở ngoài. Nhưng mà vẽ máy thì cũng sẽ có những khuyết điểm nhất định, ví dụ như nếu mà ai không quen vẽ máy thì nét của các bạn sẽ bị cứng hơn là vẽ tay, và vì nét vẽ cứng hơn thì bạn sẽ cảm thấy khó chịu với cái hình của mình. Chút nữa vào lúc cuối của buổi stream thì mình sẽ giới thiệu cho bạn biết làm thế nào để bạn có thể đưa một cái hình vẽ tay của mình như thế này vào máy và vẫn có thể giữ y nguyên những cái nét rất là handmade của mình. Ok, sau khi vẽ nét xong thì mình sẽ tô màu. Bạn nhớ là đừng bao giờ tô màu trên cái layer vẽ nét của mình. Đừng bao giờ tô màu trên cái layer vẽ nét của mình, mà bạn hãy tạo một layer mới hoàn toàn, đặt nó nằm ở phía bên dưới. Rồi bạn cùng Doris tô màu nha. Doris sẽ sử dụng cọ medium hard airbrush. Medium hard airbrush nó nằm trong cái cột airbrush này nè. Doris copy nó ra và đổi tên nó lại một chút xíu. Đây là cọ tô màu yêu thích của Doris. Khi mà mình xem các clip tutorial về Procreate thì mình thấy có nhiều cái cọ khác cũng hay lắm mọi người, nên bạn không có cần phải nhất thiết nhất thiết vẽ theo đúng cái cọ airbrush của Doris, sau bạn có thể chọn bất cứ cái cọ nào mà bạn thích cũng được. Ok, qua phần chat coi thử có ai chat gì không. Ok, có ai muốn đặt câu hỏi gì thì bạn cứ comment vào phần đặt câu hỏi nha. Đây là phần má hồng của nhân vật. Mình rất là thích vẽ má hồng, vẽ tay lẫn vẽ vẽ tay lẫn vẽ máy. Ví dụ như khi mà bạn nhìn cái bức hình của mình và bạn có cảm giác màu da của nhân vật hơi bị vàng đó, thì bạn sẽ đi vào cái cây cọ đũa thần này nè, nó gọi là adjustment, chọn hue saturation brightness, chỉnh cái màu hue xuống hoặc là lên một chút. Doris vừa chỉnh xuống 2 độ vừa giảm 2 độ thì cái màu da nó không bị vàng nữa. Đây là một vài cái tip của Doris khi mà vẽ máy. Mình sử dụng adjustment hue saturation with brightness. Trong cái cọ hue đó, bạn chỉnh, bạn nhích tới hoặc là nhích lui một chút. Màu da thật sự là một cái thứ khá là thách thức, vì nhìn trong cái máy này thì màu da vừa, mà khi bạn xuất hình file qua một cái máy khác thì nhiều khi nhìn màu da lại rất là vàng. Thì bạn nhớ là tùy chỉnh công cụ hue một chút xíu để giúp cho màu da của nhân vật mình ổn. Doris, tô màu khá là thoải mái. Trong chuyện tô màu, nếu mà bạn kỹ đó thì mỗi một phần của cái màu này nó phải nằm ở một layer riêng. Ví dụ như là mặt da là một layer da riêng, tóc là một layer tóc riêng. Nhưng mà mình không phải là một người kỹ càng. Mình không phải là một người kỹ càng. Mình là một người rất là chuộng vẽ nhanh và vẽ tiện, nên thứ gì mà tiện thì mình sẽ làm. Đôi khi cũng tại vì cái việc mà muốn vẽ nhanh quá đó nó gây ảnh hưởng, kiểu giống như là nó khiến cho mình bị gặp một vài trục trặc, thì chịu vậy. Lúc đó thì mình sẽ lại là người vẽ chậm hơn tất cả mọi người, phải vẽ lại từ đầu. Ok. Đây là hình Doris thường hay vẽ trên page mà bạn cũng thường hay thấy, khá là đơn giản phải không mọi người. Đây là layer nét, đây layer màu nè, mình tắt layer màu đi thì chỉ còn lại nét thôi. Bạn nhớ vẽ nét riêng với lại là màu nha, vì khi bạn vẽ riêng đó bạn có thể thay đổi tùy thích. Ví dụ vậy đi, là bạn đã có thêm một nhân vật nữa rồi, bạn đã có thêm một cái biểu cảm nữa rồi. Ví dụ vậy, ví dụ bạn không thích. Rồi bây giờ Doris sẽ hướng dẫn cho bạn làm sao để không mất quá nhiều công sức mà lại có thêm một cái hình nữa. Layer nét, rename đi cho bạn đỡ bị nhầm. Layer màu, hai layer này là hai layer riêng,
nhưng mà nó chỉ có ý nghĩa khi nó đặt chồng lên nhau ở chính xác vị trí mà Doris đã đặt rồi thôi. Vì vậy Doris vẫn muốn giữ hai layer riêng, nhưng mà Doris muốn có thể di chuyển được cái nhân vật này đi trong cái hình của mình, thì mình sẽ quẹt qua bên phải. Quẹt qua bên phải, bạn sẽ thấy cái nút group ở đây nè. Group là nắm đầu tụi nó lại vào chung một cái tệp đó. Group tụi nó lại. Thì bây giờ bạn chỉ cần ấn trên group thôi là bạn có thể di chuyển được rồi. Bạn có thể nhỏ cái nhân vật này lại, để ở đây. Quẹt qua phía bên trái, bạn sẽ có ba lựa chọn. Lock là khóa lại. Khi đã khóa lại, bạn không làm gì được hết. Duplicate là nhân đôi nó lên, và delete. Thì trong trường hợp này Doris sẽ chọn duplicate. Sau khi duplicate lên, bạn không thấy có vấn đề gì xảy ra hết, không thấy có thay đổi gì hết, tại vì cả bốn bây giờ nó đang chồng lên nhau đó mọi người. Bạn phải lôi cái bạn mới vừa duplicate qua một bên thì bạn mới nhìn thấy, aha, bây giờ thì nó ở đây. Với cái layer mới duplicate này, Doris sẽ sửa lại một chút xíu. Mình sẽ sửa lại cảm xúc nha. Đó, như vậy là Doris sẽ có hai nhân vật mà chỉ tốn có một nốt nhạc thôi. Mọi người thấy lợi hại không? Ví dụ như là Doris muốn đổi màu cho nhân vật của mình, Doris có thể đổi áo màu xanh. Có một trường hợp bạn sẽ gặp phải khi bạn thả màu và màu lập tức nó loan cả cái hình luôn. Đó là vì độ thả màu của bạn đang quá cao. Bây giờ mình sẽ thả màu lại ha. Nhưng mà mình kéo nè, bạn sẽ thấy cái thanh xanh dương này kéo thấp xuống. Chờ chút nha. Doris cũng không có rành cái công cụ này lắm. Mình chỉ biết là khi mà mình Không được. Sao ta? Đó. Khi mà độ color drop của mình nó thấp xuống á, thì nó sẽ không bị lem với những cái còn lại. Không bị lem, nó vẫn bị lem một chút nè. Thì đây là một cái trick nhỏ mình bày cho bạn. Bạn cần phải sử dụng nhiều thì mới quen tay được. Mình cũng chưa quen lắm. Bạn Ngọc Phương Nguyễn hỏi là, cô ơi, nếu không có iPad thì có thể vẽ trên điện thoại không mẹ? Có Phương ơi, không có iPad mình vẫn có thể vẽ trên điện thoại, không có vấn đề gì hết. Kìa, trúng cái đầu nhìn kỳ quá, xin lỗi nha. Không có iPad thì mình vẫn có thể vẽ trên điện thoại, chỉ có điều là điện thoại vì cái diện tích của nó quá nhỏ đó, nên các cái thao tác nó sẽ hơi thách thức cho mình một chút xíu. Ok, vẫn với tuyệt chiêu lock layer này lại, thì bạn lại duplicate nhân vật của mình ra thêm một nhân vật nữa, và chỉ cần đổi lại mắt, mũi, miệng. Ví dụ vậy, mình sẽ đổi màu áo cho nhân vật này, nhưng mà lần này mình không dùng color drop nữa, mà mình tự vẽ lại luôn. Thì độ sai sót nó sẽ đỡ hơn. Hồi nãy lười vẽ quá, chơi ăn gian, cắt bước. Nên đó, cái nhanh thì nó cũng sẽ có một cái là nhiều khi nó bị sai sót. Như vậy là xong rồi mọi người. Chỉ với một chút xíu thời gian, Doris sẽ vẽ được ba nhân vật. Ta-da! Với những cái nét khác nhau mà bạn không phải tốn quá nhiều thời gian. Doris bày lại nha. Bạn group nó, những cái thành phần trong cái tranh của bạn lại với nhau, và bạn duplicate nguyên cái group đó, thì bạn sẽ có những cái bức tranh nhân lên, nhưng mà nó không có bị merge layer lại. Merge layer có nghĩa là sao? Ví dụ như ở đây là nhân vật áo hồng của mình là gồm hai layer ha, gồm hai layer, thì Doris merge layer lại là hai layer này chỉ còn một layer thôi, và bạn không thể tùy chỉnh giống như hồi nãy nữa. Bạn xóa là nó đi hết chứ nó không có chia layer ra. Vì vậy nhớ là đừng nên merge layer lại, trừ khi bạn đã rất chắc chắn về độ chia layer của mình rồi. Ok, sau khi vẽ xong thì mình sẽ ghi một dòng chữ nào đó.
Emotion đi ha. Emotion là cảm xúc. Thì bạn để ý nè, tại vì cái layer grid mình đã tạo ở phía bên dưới nên khi mà mình vẽ mình không bị lên lên núi xuống hàng. Nếu mà không có cái layer grid này nó sẽ khá là kinh khủng đó mọi người. Mình không biết khi nào là mình vẽ nó bị méo hết. Nhưng mà có layer grid á thì mình canh được cái khung chữ của mình nó luôn luôn nằm trong cái phần này, nó luôn luôn nằm trong những cái đường đường kẻ định trước. Người ta có thể nhìn chữ của mình nó không đều tay nhưng mà nó không có lên núi xuống hàng, vì vậy trông nó vẫn khá ổn. Ok, hôm nay Doris giới thiệu với bạn cách group layer làm sao để cho bạn có thể duplicate là nhân đôi lên, không phải mất công mà vẫn có thể chỉnh sửa được những layer ở phía bên dưới. Ví dụ mình dùng brush pen calligraphy thì dùng Apple pen mới viết ra nét thanh đậm, hay là chỉ cần tay là vẽ ra nét thanh đậm? Thật ra thì bạn có thể dùng tay để vẽ nhưng mà nó có một sự khác biệt rất là lớn. Doris chỉ cho mọi người nha. Bây giờ cái brush này của mình là brush calligraphy phải không? Brush calligraphy nằm đâu ta? Không nhớ rồi, thôi dùng một cái brush bình thường ha, thì cái cây bút của mình nó sẽ vẽ ra nét này nhưng mà cái ngón tay của mình nó sẽ vẽ cái nét rất là cứng và nó không có độ đậm nha. Bạn thấy độ đậm nha không? Ngón tay thì lại không có đi được cái độ đậm nha. Vì vậy dù dù mình không có muốn bạn phải phải chi tiền qua những khoản không cần thiết đâu, nhưng mà mình đây là kinh nghiệm của mình đã sử dụng Apple Pen một thời gian thì mình đã sử dụng Apple Pen một thời gian mình thấy ngón tay không thể thay thế được cây bút. Ngón tay không thể thay thế được cây bút. Nếu như bạn chỉ sử dụng iPad để bạn làm trong phần note đó. Chờ mình chút xíu nha mọi người. Mình Ok, nếu bạn sử dụng phần note đó, nếu bạn sử dụng phần note, nếu bạn sử dụng phần note bạn có thể vẽ vời được. Đó rồi ta, chức năng vẽ của note đâu, gà quá, biểu diễn cho mọi người thôi, never mind, bữa khác đi. Bạn bạn có thể dùng note để vẽ vời được, mình chỉ không nhớ là phải làm thế nào thôi. Ok. Emotion. Ta-da! Bạn có câu hỏi nào về Procreate không? Chị ơi, bài em dùng gôm với ạ. Em dùng gôm mà nó cứ dùng màu trắng. Khi tô màu nó dư cái khoảng trắng bôi ra không tô kín được. Xin ơi, có phải là bạn dùng trên điện thoại không? Mình cũng gặp vấn đề tương tự với bạn khi dùng cục gôm trên ứng dụng Procreate Pocket. Thì mình cũng nhận ra là không hiểu tại sao Procreate Pocket cái cục gôm nó không phải là gôm mà nó là tô trắng. Mình sẽ đọc thêm các website coi thử người ta giải thích về vấn đề này như thế nào ha. Hello, em không sử dụng được cục tẩy. Hôm trước em có inbox chị. Xin thì nếu không có iPad, ok, các bạn cứ để lại câu hỏi ở đây và mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn nhé. Sau khi vẽ xong rồi đó, có một cái ứng dụng khác, có một cái tips khá hay của Procreate đó là bạn có thể ấn vào cái nút video này nè, rồi bạn time lapse replace
thì nó sẽ tự động record lại nãy giờ mình vẽ cái gì, và nó tua nhanh qua. Coi cũng thích lắm, mọi người không chán đâu nếu mà bạn chỉnh chế độ cho nó thật nhanh. Thì bạn ví dụ như hồi nãy là 12 giây 15 sao thì bạn có thể xuất ra để làm một khúc phim cho TikTok hay là Facebook hay là Story, cái gì cũng được hết. Procreate rất là biết ý người dùng khi có những cái tính năng nhỏ nhỏ như vậy. Ok, cái cách thứ hai mà bạn có thể dùng để vẽ Procreate đó là bạn vẽ trước cái hình của mình trên giấy. Giống như vậy nè, Doris vẽ trước cái hình này trên giấy. Rồi sau đó ở trong công cụ Setting đó có cái Add, bạn sẽ chọn là Take a Photo thì nó sẽ biến thành cái camera. Và bạn sẽ, xin lỗi nha, nhìn nó hơi hơi khó chịu, nhưng mà nói chung là bạn sẽ chụp hình cái tranh bạn đã vẽ trên giấy vào. Thì nè, mọi người nhìn đi, bạn chụp hình cái tranh mà bạn đã vẽ trên giấy vào. Bạn set cho nó ở cái chỗ mà bạn muốn. Ví dụ như Doris muốn để nó ngay đây đi. Rồi sau đó bạn chỉnh độ opacity là độ đậm hay là mờ, độ trong suốt đó là nó độ tàn hình, gọi là độ tàn hình đi. Chỉnh nó thấp xuống. Chỉnh nó thấp thấp xuống. Rồi bạn tạo một layer mới. Nhớ nha, tạo một layer mới, đừng vẽ chồng lên layer này. Và bạn vẽ đồ lại theo cái nét đã có sẵn. Bạn vẽ đồ lại theo cái nét đã có sẵn. Thì với một số bạn mà mới vẽ máy, các bạn sẽ thấy là cái màn hình nó trơn quá và mình kiểm soát cái bút ở trên màn hình nó khó chịu. Thì giải pháp cho các bạn là các bạn cần miếng dán iPad, một loại dán màn hình tên là Paperlike, và bạn có thể vẽ trước cái hình bạn muốn vẽ trên giấy, rồi sau đó chụp nó vào Procreate và bạn chỉ đồ nét lại thôi. Thì nhiều khi đồ nét lại thôi nó đỡ bỡ ngỡ cho bạn hơn. Thì đây là cách Doris đã dùng trong suốt một thời gian dài vẽ Procreate. Mình dùng cách này trong suốt một thời gian dài, chắc cũng phải cả năm đó. Cho tới hôm nay thì mình quen Procreate rồi, mình có thể vẽ trực tiếp trên Procreate mà không có cần phải chụp lại cái hình đã vẽ trên giấy. Nhưng mà nếu nếu ngày xưa mà mình không có cái bước này thì mình nghĩ mình đã phải vật lộn rất nhiều vì mình vẽ tay rất lâu. Bây giờ vẽ máy đôi khi không có canh được cái hình ở trên khung giấy, trên trên cái màn hình, rồi lại không quen nét, rồi lại không biết vẽ làm sao, rồi cảm thấy lo lắng các thứ các kiểu vậy đó. Nên một trong những cách có thể giúp bạn đó là bạn vẽ trước ở trên máy đi, à, bạn vẽ trước ở trên giấy đi, rồi bạn đồ lại y chang những cái hình mà mình đã vẽ trên giấy. Bạn cũng có thể cải tiến nó, có nghĩa là lúc vẽ trên giấy thì mình vẽ như vậy, nhưng mà lúc mà mình vẽ vào máy thì mình thay đổi, tùy mình thôi ha. Có thể sử dụng bản vẽ trên trên giấy giống như là bản nháp vậy đó. Sau khi đã đồ xong các nét thì bạn tắt nó đi. Mọi người thấy không, y chang như chưa từng có cuộc chia ly. Ta-da. Huyền Lê nói là chào chị em xin vài bút chị hay dùng được không ạ? À? Huyền ơi, bút bạn cần nói là bút chì hay là bút của Procreate? Bút của Procreate thì mình sử dụng gói bút cơ bản của Procreate là 6B Pencil. Chị ơi, chỉ cách chỉnh phông chữ đi chị. Ok, nhã ca, mình sẽ chỉnh phông chữ ha. Thay vì đây là nét vẽ tay I am happy, thì bây giờ Doris sẽ insert chữ ở đây. Chọn cái tuốt Levit đó, cái công cụ setting đó. Trong công cụ setting nó sẽ có add text. Mọi người thấy được không? Add text nằm ngay đây nè. Đó. Rồi bây giờ mình viết y chang cái câu hồi nãy của mình ha. I'm happy. Rồi, ok.
Nhưng mà cái phông chữ này nó quá thường và bạn muốn chỉnh nó, bạn sẽ click vào cái layer chữ. Bạn sẽ click vào cái layer chữ. Trong các option mà máy cho mình, nó có một cái là edit text. Edit text thì nhớ nè, nó nằm ngay đây nè. Edit style. Edit style thì bạn được chọn phông chữ ở đây. Phông chữ này bạn có thể có những phông chữ sẵn của máy, hoặc là bạn có thể insert phông chữ ở bên ngoài vào Procreate. Lên mạng bạn đánh chữ how to install fonts into Procreate, nó sẽ ra rất là nhiều cái hướng dẫn cực kỳ đơn giản làm sao để install font vào Procreate. Ví dụ như là những cái phông chữ này nè, không phải là phông chữ original của Procreate đâu, phông chữ mình tự chuyển từ bên máy tính qua iPad đó. Ok, thì đây là cách để bạn edit chữ. Ấn vào cái layer chữ, chọn edit text. Bạn có thể edit được size, bạn có thể edit được độ đậm hay độ mờ, bạn có thể edit được màu nữa. Ta-da! Đơn giản đúng không? Nhã ca còn hỏi gì nữa không em? Devi hỏi là cách xuất hình mình đã vẽ trên nền trong suốt để ghép vào video như thế nào? Và Huyền Anh đã trả lời là bạn tắt background đi rồi xuất ra PNG là được rồi, chính xác. Tắt background đi. Rồi. Xuất nó ra PNG. Nhìn thì nó như vậy thôi, nhưng mà khi xuất ra thì nó sẽ không có background. Giống như trên Photoshop vậy đó, bạn có thể bật tắt layer. Ok, tô màu thì cũng như bình thường, mình vẫn thường tô ha. Doris phải tiết lộ với mọi người là mình tô màu rất là rất là ẩu. Mình không có chia layer ra đâu, mình nói thật, mình không chia layer ra. Đây là một cái ẩu của mình. Bạn nên chia layer ra, đừng giống như mình. Kiểu sai thì không biết phải làm sao. Nhưng mà vì mình cũng có một khoảng thời gian kha khá với Procreate rồi đó, thì mình quen là mình nhắm được cái mình muốn cho cái hình này là gì. Ví dụ như đây là một cái hình đơn giản mà mình biết chính xác thứ mình muốn làm rồi thì mình không chia ra nhiều layer. Nhưng nếu đây là một hình mới mà mình phải thử nghiệm, ví dụ như là mình sẽ vẽ một nhân vật mới và mình phải thử xem nhân vật này hợp với chiếc áo màu gì, thì mình sẽ vẽ da mặt trong một layer và vẽ áo trong một layer khác, để khi chiếc áo này trông không vừa mắt thì mình đổi màu, mình tắt layer đó đi, mình làm một cái khác, hoặc là nhiều nhiều cái lắm. Thì đó, nó phụ thuộc vào bạn, vào tính chất công việc của bạn. Nếu như bạn chỉ đơn giản vẽ một cái hình mà bạn đã biết chính xác bạn muốn nó trông như thế nào rồi, thì bạn không cần tạo quá nhiều layer. Cho chắc thì vẫn cứ tạo layer đi mọi người, nếu mà bạn muốn chắc chắn. Còn với Doris thì mình hơi ẩu. Mình thường tô lem trước rồi xóa lại sau. Mình cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Chắc là quen tay. Không biết nữa. Cái tô màu này giúp mình tiết kiệm thời gian cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà cũng có lúc mình bị gặp khó khăn với nó. Ok, bạn còn câu hỏi nào nữa không? Mình có thể giúp bạn trả lời trong Procreate. Hôm trước đó, trong lớp học vẽ trên Zoom thì mình có làm Gaussian's background. Mọi người hỏi là làm sao. Bây giờ mình làm lại cho bạn xem nhé. Đây là layer nét, đây là layer màu, đây là layer chữ. Ở dưới cùng các layer, tạo một layer mới đặt ở dưới cùng. Bạn sẽ thả màu cho layer đó. Tạo thêm một layer nữa cho cái màu mà bạn muốn phối. Ví dụ như với mình là màu trắng đi. Và mình sẽ chỉnh Gaussian's blur. Đó, thì tự nhiên nó có nó gọi là sao, nó loang ra theo cái kiểu rất là thích, giống như là màu nó pha trộn và nó chuyển, không có bị cứng hay là bị khựng khựng lại đó.
cái này nó sẽ thú vị hơn nếu mà bạn mix hai màu lại với nhau. Ví dụ ha, chọn màu tím nè. Tím này đậm quá, tím lợt thôi. Cái layer phía trên của mình sẽ chọn màu hồng. Mình sẽ mix hai anh chàng này lại với nhau. Đó, thì nhìn nó cũng thú vị. Rồi bây giờ mình tạo thêm một layer trên nữa, mình mix bằng màu hồng đậm hơn. Thì tự nhiên cái background của mình nhìn nó có gọi là gì ta? Nó có bước chuyển từ gam màu này qua gam màu kia đó. Bạn thử phá phách với cái cách làm Gaussian background này đi, bạn sẽ phát hiện ra là nó thú vị lắm. Nó tạo ra được những cái màu hòa vào nhau nhưng mà vẫn rõ ràng là có biết bước chuyển từ từ gam màu này qua gam màu kia. Thì với cách đó bạn sẽ tạo được một cái hình ưng ý cho mình. Đây là gợi ý của Doris thôi, tùy bạn ha. I'm happy. Rồi, xong rồi đây. Mọi người thấy không? Chỉ có một chút xíu thời gian thôi là mình có thể tạo ra một bức tranh được rồi. Khánh, chị ơi, máy này bao nhiêu tiền ạ? À? Khánh ơi, chị mua khá lâu, chị mua năm 2018. Chị xài đến bây giờ là 18, 19, 20, 21, 4 năm rồi, không có vấn đề gì hết. Chị không biết hiện tại giá máy là bao nhiêu. Chị nghĩ là em vào những cái chỗ như là điện máy để check thử giá. Đây là iPad Pro 2018. Đây là iPad Pro 2018. Chị biết giá máy trung bình có thể từ mười mấy, 15, 16 cho tới 25, 26 triệu là giá máy trung bình. Mình nghĩ là nếu các bạn mua máy chỉ để vẽ thì mua máy second hand đi. Vì ban đầu tiên, khoảng thời gian đầu tiên khi mình học vẽ, mình cũng mua máy second hand. Giá máy lần đầu tiên mình mua là 10 triệu và mình xài rất ưng ý, không có vấn đề gì hết. Rồi, bạn còn có hỏi gì nữa không? Bạn có muốn biết một cái skill gì của Procreate không? Tạo screen size rồi mình bắt đầu vẽ. Procreate cho bạn một sức sáng tạo vô hạn. vì nó dễ đó mọi người. Vì nó dễ nên bạn không bị suy nghĩ nhiều về công cụ khi bạn sử dụng phần mềm này. Mình đang muốn kéo cái threshold lên, đây vẫn là một thứ mình rất gà. Làm sao để kéo threshold lên? Thôi, whatever. Không quan tâm lắm. Đó. Tụi mình đều đang sống trong một thời điểm mà hình ảnh cực kỳ quan trọng. Không biết là bạn có đồng ý với Doris là như vậy không? Ví dụ như là bạn có một cái PowerPoint với lại những cái điểm rất là thú vị, nhưng mà bạn không có hình vẽ thú vị cho cái PowerPoint đó, thì bạn sẽ không có thu hút được người nghe đâu. Vì vậy chuyện tìm hình trở nên đau đầu hơn bao giờ hết. Đặc biệt là sau này hình hình ảnh có bản quyền rất là nhiều, có những cái hình bạn cực kỳ ưng ý nhưng mà người ta đã stamp cái dấu bản quyền của họ lên, bạn muốn thì bạn phải mua. Thì Doris cảm thấy nó bất tiện. Ngày xưa mình đi dạy đó thì việc tìm hình của mình thường tốn rất là lâu, rất 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 lâu luôn. Nhưng mà từ khi có công cụ Procreate thì mình tự tạo hình luôn. Cái hình của mình nó có thể không đẹp bằng hình trên stock nhưng mà nó diễn đạt được chính xác cái mà mình muốn nói. Mình có thể tự tạo một cái background cho PowerPoint của mình với các cái điểm mà mình muốn nhấn mạnh với người xem, mình tự viết tay trên đó và mình xuất vài hình ra, mình insert vào background của PowerPoint. Hôm nào có dịp mình sẽ khoe bạn những cái bài PowerPoint mình làm nhìn rất cưng. Và mình chỉ mất có khoảng nửa tiếng trở xuống để mình thực hiện background đó thôi. Vì vẽ trên này
nó đơn giản quá mà nó lại tạo được cái thứ gì đó rất là mới lạ đối với người xem. Nên khi mình chiếu cho các bạn học học trò xem đó thì các bạn thích lắm, tại vì nhìn nó dễ thương, với lại là nó không giống như những cái PowerPoint download ở đâu đó về. Thì bạn thử xem sao, bạn thử khám phá Procreate xem sao. Nó không chỉ dành cho vẽ vời, Procreate còn có thể dành cho giáo dục, dành cho việc bạn minh họa quan điểm của mình, hoặc là bạn truyền tải một kiến thức gì đó bằng những hình vẽ đơn giản. Thì tất cả những điều đó Procreate đều giúp bạn làm rất mượt mà. Chào Mai Trinh. Levi Study hỏi là mình có thể thay thế bút cảm hứng tự chế hay bằng Apple Pen không mà? Mình có một group tên là Vẽ cùng Doris, và các bạn trên group có chia sẻ một vài cái clip bày cách tự chế bút. Bản thân mình chưa bao giờ tự chế bút nên mình không thể trả lời Levi câu hỏi này được. Nhưng mà mình nghĩ là bạn có thể tạm dùng một cái bút tự chế tạm. Nhưng mà tối ưu nhất vẫn là xài bút của Apple. Bạn thử tới cửa hàng và xài thử, bạn sẽ thấy nó rất là khác. Cái độ mượt và cái độ cảm ứng và cái độ to nhỏ, cái cây bút vẽ nghiêng thì nó ra nét khác, vẽ đứng thì nó ra nét khác, ghi tay động thì nó ra nét khác. Bạn biết là trong vẽ vời thì cây cọ rất quan trọng. Thì cũng vậy, nếu mà bạn đã quyết định dùng iPad để vẽ thì việc đầu tư cây bút cũng khá là quan trọng. Chị ơi, bày em làm khung hình như lần học chỉ có từng bài mà em làm chưa làm được ấy. Ok, mình sẽ hướng dẫn bạn làm khung hình ha. Tạo canvas mới nè. Rồi. Bạn muốn làm đường nét thế nào cũng được. Ví dụ như mình chọn màu màu xám đi ha. Mình vẽ quằn quện đủ thứ trên cái khung này của mình. Ví dụ vậy đi. Rồi sau đó là mình thả hình, thả màu. Thì mình có nói với các bạn đó là mình nên thả màu theo một cái palette màu đã được tạo sẵn. Mình đang chỉ sử dụng palette quen thuộc của mình thôi, mình không có một palette nào hết. Bí quyết của mình là thả màu lợt lợt, đừng đừng chơi những màu quá đậm. Màu lợt lợt dầu cho bạn có đi sai thì nó cũng không bị xấu. Còn nếu bạn sử dụng những màu chói lóa đó, ví dụ như là bạn sử dụng màu cam đậm nè, cũng không xấu ha, cũng đẹp ha. Đó, thì bạn cứ thử thả màu vào. Thường Doris không không thích chọn những màu sậm quá, mình thích chọn màu lợt. Bạn để ý nè, nếu mà lúc vẽ nét mình không có vẽ nét kín thì khi thả màu, màu của mình sẽ bị lem ra ngay. Vậy nên nếu bạn bị lem màu thì quay ngược lại xem thử nét nào của mình chưa chưa kỹ, và liệu mình có thể xử lý nét đó để nó kỹ hơn được không. Đây là cách tạo một cái background random. Sau đó mình tạo một layer mới. Sau đó mình tạo layer mới. Và tùy vào cái nội dung bạn muốn sử dụng mà bạn vẽ khung vuông hay tròn cho hình của mình. Ví dụ như là đây đi ha, Doris để một cái khung tròn và Doris sẽ viết chữ trên này. Doris cũng có thể giảm độ phân giải của khung tròn xuống hoặc là tăng lên, tùy tùy mình. Thì mình đã có thể, bạn tưởng tượng nha, đây là một cái khung cho PowerPoint, nội dung thuyết trình của bạn là đề tài môi trường, ví dụ vậy. Thì bạn có thể làm ngay được một cái khung PowerPoint tự chế cho mình. Ví dụ vậy. Tùy tùy mình tăng giảm. Nếu bạn không thích làm khung hình tròn thì bạn có thể làm khung hình vuông. Bạn còn nhớ cách vẽ hình tròn hình vuông cơ bản không? Bạn còn nhớ cách tạo hình tròn hình vuông không nè? 1 2 3 4.
bạn cũng có thể tạo. Có nghĩa là trong cái layer mới bạn muốn tạo như thế nào là tùy bạn. Thì như vậy mình đã có cái khung hình cho mình. Rồi đổi chữ môi trường lại nha. Cho màu đen đi. Màu đen là màu nổi nhất. Nếu bạn làm cho người khác đọc thì bạn nên chọn cái màu của phông chữ mà nó dễ đọc nhất là màu đen. Nếu như định nền của bạn là nền trắng. Một trong những sai lầm mà Doris thấy mình thường mắc phải khi làm PowerPoint là mình sử dụng quá nhiều màu. Bạn nhớ là PowerPoint, mục đích của PowerPoint là để giới thiệu nội dung cho người đọc. Vì vậy phông chữ cần phải to và cần phải dễ đọc, chỉ vậy thôi. Chị ơi làm cho nó loang màu đi. Chị ơi làm cho nó Gaussian blur. Ok. Khánh nhỏ hỏi là sao chị vẽ đẹp vậy? Cảm ơn bạn khen mình vẽ đẹp ha. Mình vẫn thường hay nói điều này trong tất cả mọi lớp vẽ của tụi mình, đó là vẽ là kỹ năng của đôi tay. Bạn càng cho đôi tay tập luyện nhiều chừng nào thì bạn càng vẽ tốt chừng đó. Có nghĩa là lần đầu tiên bạn vẽ nó sẽ không đẹp, lần thứ hai bạn vẽ nó sẽ vụng về, lần thứ ba bạn vẽ nó sẽ kha khá hơn, và lần thứ 10 bạn vẽ thì nét của bạn bắt đầu mềm mại. Cũng giống như một người hỏi mẹ là mẹ ơi sao mẹ nấu ăn ngon vậy, thì mẹ sẽ không nói là tại mẹ giỏi đó con. Nhưng mẹ bạn sẽ nói là tại ngày nào cũng nấu thì quen tay, bắt đầu biết nêm nếm làm sao cho vừa, lựa trái cây làm sao cho tươi, kho thịt làm sao cho có mùi vị mà nó thơm ngon. Thì vẽ nó cũng vậy, đó là kỹ năng mà bạn xây dựng mỗi ngày một chút. Bạn làm nhiều thì sẽ quen tay, bạn càng quen tay thì sẽ càng tự tin, và càng tự tin thì bạn càng có thể vẽ được nhiều thứ. Vì vậy nếu ai đó đang muốn vẽ vời thì bạn bắt đầu đi. Đừng nghĩ là cái này khó lắm, chỉ có ai giỏi mới làm được thôi. Không đúng đâu. Vẽ là luyện tập của đôi tay. Càng cho đôi tay luyện tập nhiều chừng nào bạn càng có thể vẽ đẹp chừng đó. Đừng ngại bắt đầu bằng những hình vẽ vụng về, đừng ngại bắt đầu bằng những hình vẽ không hoàn hảo, đừng ngại bắt đầu bằng những hình vẽ mà chính mình cảm thấy không đẹp. Cũng đừng ngại bắt đầu bằng việc copy hình của người khác, miễn là bạn đừng gọi hình của người khác là hình của bạn. Còn việc copy để học theo nó là một việc mà Doris thấy bình thường. Có điều đừng ký tên bạn ở bên dưới hình đó nếu hình đó là hình copy. Ok, bạn còn câu hỏi gì nữa không? Chị ơi em bí ý tưởng và không sáng tạo gì cả. Không đúng đâu. Không đúng đâu Hiền. Không đúng đâu. Ý tưởng nó không phải là một cái bóng đèn tình cờ xuất hiện bên đầu của mình. Và hễ khi nào cái bóng đèn nó bật lên thì mình có ý tưởng, mà khi nào nó tắt thì mình không có ý tưởng. Không phải. Ý tưởng nó cũng là luyện tập. Ví dụ như là ban đầu mình vẽ hình tròn, sau đó mình vẽ hình tròn có mặt cười, sau đó mình thêm tia sáng vào, mình có ông mặt trời. Và từ những cái đó mình cứ thêm một chút, thêm một chút, thêm một chút vào, cho đến khi mình từ cái hình này có qua một cái hình khác. Ý tưởng cũng là luyện tập. Ý tưởng cũng là luyện tập. Nếu như các bạn không biết bắt đầu từ đâu thì bắt đầu bằng hình tròn. Nếu các bạn không biết bắt đầu từ đâu thì bắt đầu bằng hình tròn. Có thể là có bao nhiêu thứ bạn có thể vẽ được với hình tròn. Sáng nay thì Doris cũng nói luôn, mình có một vài tập vẽ tay siêu đơn giản. Mình có để link ở trên cái description của YouTube đó. Thì mình có hướng dẫn vẽ rất là đơn giản. Ví dụ như là vẽ cái này là vẽ vẽ hình khối cơ bản. Nếu bạn đăng ký link thì bạn sẽ nhận được bài tập. Và nếu mà bạn bí ý tưởng thì bạn có thể bắt đầu với những cái gợi ý của Doris ha. Coi coi chung với mình, ví dụ như là từ hình tròn nè, bạn có thể vẽ quả đất. Vẽ một hình tròn, vẽ những nét cong không ai hiểu, thêm mắt mũi miệng, thế là bạn có quả đất. Rồi từ hình tròn bạn có thể vẽ các hành tinh. Rồi thử coi ba hình tròn chồng lên nhau thì bạn có cái gì. Rồi hình tròn mà gồm những cái hình tròn nhỏ nhỏ vây chung quanh thì bạn tạo được cái gì. Nó như vậy đó mọi người. Nó không phải là những phát minh mang tầm cỡ vũ trụ đâu. Sáng tạo nó là
Nó là cải thiện những thứ nho nhỏ bạn đã biết làm. Cải thiện những thứ nho nhỏ bạn đã biết làm. Từ vẽ hình vuông bạn vẽ chiếc hộp như thế nào, từ vẽ chiếc hộp bạn vẽ chiếc hộp có trái tim ra làm sao, rồi từ chiếc hộp có trái tim làm sao để bạn có thể chèn vào một lời nhắn tích cực để gửi đến người xung quanh. Thì vẽ vời nó là vậy đó. Nó là những cái thứ rất nhỏ bạn thêm vào với nhau, và bạn không nản lòng trong quá trình đó. Linh mình đặt ngay đây. Linh đăng ký học vẽ ngay đây. Nếu như bạn nào muốn đăng ký thì bạn có thể đăng ký được liền. Mình chưa có tham gia một cái khóa huấn luyện nào chính thức cả. Không, đây không phải là một thứ gì tự hào để khoe đâu nha mọi người. Vì nếu có cơ hội, Doris vẫn muốn được đi học vẽ, và có rất là nhiều thứ trong việc vẽ vời mà Doris không biết. Không biết thì mình không dám nói, nhưng mà vì mình đã đi làm rồi nên khoảng thời gian của mình khá giới hạn. Trong cái lúc mà Doris học vẽ thì mình không có cái xa xỉ để ngừng tất cả mọi công việc lại và đi học vẽ, chỉ thuần học vẽ. Và mình lúc đó mình cũng khá bối rối là không biết nếu học vẽ thì phải học vẽ với ai, phải bắt đầu từ đâu, người ta có thi đầu vào không, thi đầu vào mình có rớt không vì vẽ quá xấu. Nó có rất là nhiều cái nỗi sợ hãi trong cuộc đời khi mà mình bắt đầu. Nhưng mà mình đã bắt đầu bằng những thứ cơ bản nhất. Mình đã bắt đầu bằng nét tròn, nét vuông, bằng mặt cười, mặt méo, mặt khóc. Mình đã bắt đầu bằng cách tự vẽ câu chuyện của mình. Nếu nó không đẹp thì vẽ lại. Mình đã bắt đầu bằng cách bắt chước những hình vẽ của người khác và coi thử là hình vẽ này có thứ gì hay đến vậy mà trông dễ thương quá. Mình đã tự học vẽ cho tới bây giờ là được 3 năm rồi, và hành trình học vẽ đem lại cho mình rất nhiều niềm vui. Đó là lý do vì sao Doris tin mọi người đều có thể vẽ. Mọi người đều có thể vẽ được, không ai là không vẽ được hết. Và mình cũng cố gắng hết sức để có những cái tập bài học nhỏ, những cái khóa học ngắn hạn và miễn phí để mọi người đều có thể join vào. Vì biết đâu bạn cũng giống mình cách đây 3 năm trước, không biết phải bắt đầu từ đâu và không biết phải bắt đầu làm sao. Thì trong lớp học vẽ của Doris, bạn được chào đón trên kênh YouTube, cũng như là việc đăng ký các khóa học vẽ, bạn được chào đón để có thể bắt đầu hành trình vẽ vời của chính mình. Huyền Anh hỏi là chị Doris ơi, mua 2 file bài tập rồi, giờ mua thêm file 3 có được tặng quà không? Có, tất nhiên là có chứ Huyền Anh. Bạn có thể mua 3 file rời rạc, có nghĩa là 1 file rồi hôm sau mua thêm 1 file nữa. Hôm sau mua thêm 1 file nữa, bạn vẫn sẽ nhận được quà tặng nhé. Miễn là bạn điền đầy đủ thông tin đăng ký thì Doris sẽ lần theo cái thông tin trong bản đăng ký của bạn và gửi tặng quà cho bạn. Đây là file quà tặng. Bảo đảm với bạn là cực kỳ dễ thương. Khi bạn mua 3 file tập vẽ thì mình sẽ tặng bạn một file vẽ đồ ăn. Vì mình biết trong mùa này ai cũng thèm những món như trà sữa, bún bò, mì. Và biết đâu vẽ có thể giúp bạn đỡ thèm hơn thì sao? Ok. Rồi mình sẽ vẽ tiếp nha. Bạn muốn mình vẽ cái gì nè? Square. À, hồi nãy có bạn hỏi Gaussian's blur. Gaussian blur là bạn tạo hai cái màu, hai cái layer màu rồi bạn hòa chúng nó lại với nhau. Layer thứ nhất mình chọn màu tím. Layer thứ hai mình chọn màu hồng. Mình cho màu hồng nó blur ra, bạn thấy nó blur ra nè, đó. Thì mình có một layer vừa tím vừa hồng. Và cái nét blur của nó, cái nét gọi là blur, không biết gọi như thế nào, thì cái nét blur của nó rất là cưng. Có nghĩa là bạn nhìn bạn tưởng nó là một hình vì không có nhìn thấy được cái đường viền phân chia hai màu ra. Bạn nhìn bạn tưởng nó là một hình nhưng mà thiệt ra nó là hai layer khác nhau.
Procreate có khá nhiều công cụ thú vị cho bạn khám phá. Mình có xem tutorial của các bạn trên YouTube làm về Procreate đó, thì mình thấy có nhiều công cụ mà mình chính mình là người đã sử dụng mấy năm rồi mà mình chẳng hề biết. Và khi mình xem thì mình ngạc nhiên quá chừng luôn. Mình thật sự tin là học hỏi là một quá trình dài, và không ai đến chỗ mà bạn không cần phải học thứ gì nữa đâu. Bạn luôn luôn có thứ gì đó cần phải học từ người chung quanh. Bạn sẽ luôn luôn có thứ gì đó cần phải học ở người chung quanh. Vì vậy, đừng đừng ngại nếu như mình không biết làm thứ gì đó, cũng đừng ngại đặt câu hỏi, cũng đừng ngại bắt đầu hành trình học hành của mình. Đừng bao giờ nghĩ là mọi người đã học trước rất lâu rồi, bây giờ mình mà bắt đầu thì mình chơi với dế à. Hồi xưa Doris nghĩ như vậy đó. Doris nghĩ là ai cũng biết vẽ hết, những người biết vẽ thì họ đã quá giỏi rồi, mình không biết vẽ thì mình học đến bao giờ mình mới bằng người khác được. Nhưng mà không đúng đâu, học nó là học cho mình chứ cũng không phải là để so sánh với ai hết. Hành trình học hành thực sự là một hành trình đem lại rất nhiều niềm vui. Bạn không cần phải so sánh hành trình của bạn với bất cứ một người nào khác. Bạn học là vì bản thân của mình, và hễ bạn còn cố gắng thì bạn sẽ luôn luôn giỏi hơn mỗi ngày. Hễ bạn còn cố gắng thì bạn sẽ luôn luôn giỏi hơn mỗi ngày. Năm nay Trung thu tụi mình chắc ở nhà mọi người ha. Nên Doris sẽ vẽ một cái hình đà vui Trung thu ở nhà ngủ. Tất cả những hình này mình đều sẽ post lên group vẽ cùng Doris ha. Nếu bạn muốn download hình về theo định dạng có chia ra từng background để bạn từng layer để bạn tự cầm về thực hành thì vào group vẽ cùng Doris. Download về và tự khám phá xem bạn có thể làm gì với Procreate. Vẽ Procreate thật sự rất dễ, chỉ cần bạn nắm được vài yếu tố cơ bản. Nhược điểm duy nhất của vẽ Procreate đó là bạn cần công cụ, và công cụ thì khá là chát. iPad mắc tiền, bút cũng mắc tiền, và ứng dụng này là ứng dụng có trả phí. Bạn chỉ phải trả phí một lần duy nhất là 214.000, hình như vậy. Đừng ai xài chùa nhé. Vì mình thấy team phát triển ứng dụng này rất có tâm trong việc hoàn thành một ứng dụng vừa dễ dùng mà vừa mạnh. Nên việc mình trả phí cũng là một hành động khích lệ với những người đã bỏ công sức và thời gian phát triển. Ok, bây giờ là 8 giờ 25 phút. Chị ơi, chị làm một cái video trực tiếp giống như cái này cho về Tây đi. Chị nghĩ nếu chị có thời gian, hôm nay Việt Nam đá banh đó cô, vẽ gì ủng hộ rồi tiễn đi. Ok. Em rất thích hình vẽ người chibi của chị. Chị ơi, vẽ gì cổ vũ Việt Nam không? Doris nói thật với bạn là Doris đã quên bén mất là hôm nay Việt Nam đá banh. Mình đã quên sạch bách, mình đã quên ngày giờ. Ok, Việt Nam đá banh đúng không? Có tỷ số chưa mọi người? Có mấy giờ là đá banh vậy? Mình thật sự là hôm nay mình khá lù bù, mình không nhớ gì cả, không nhớ một miếng gì cả. Rồi mình sẽ vẽ hình Việt Nam đá banh. Mình sẽ vẽ một cái hình thật nhanh vì tụi mình sắp hết giờ stream rồi. Bạn sẽ được chứng kiến Doris vẽ ẩu đến mức nào.
khi vẽ đó thì mình thường thêm má hồng vào vì má hồng là rất cân. Nếu mà cỏ đã xanh rồi thì cho Việt Nam thành màu khác đi. Đã xanh rồi thì mình cho cũng không được nhỉ. Bạn thấy không, mình vẽ nó cũng sai tèm hem, mình cũng phải vẽ lại rất nhiều thứ. Mình thật sự tin là không có công thức nào cho bạn để bạn bách phát bách trúng, làm một lần không bao giờ sai. Mình tin vậy, mình tin cuộc sống là một hành trình của học hỏi. Mình tin là tất cả mọi người, kể cả những người cực kỳ thành công, nếu họ muốn tiếp tục thành công thì họ cần phải cho phép bản thân mình được phạm sai lầm. Vấn đề duy nhất đó là bạn đừng phạm hai sai lầm cùng một lần. Kiểu giống như là bạn không rút kinh nghiệm từ những gì mình sai đó thì bạn sẽ cực khổ vì phạm hai sai lầm cùng một lần. Cái đó là điều nên tránh. Nhưng mà phạm sai lầm về một mặt nào đó nó rất cần thiết và rất tốt mọi người. Vì sai lầm là bằng chứng cho thấy mình đang cố gắng. Chỉ có những người không bao giờ cố gắng mới không có sai lầm thôi. Bạn cần nhận ra sai lầm của mình. Nếu nếu sai lầm đó là một mối quan hệ thì bạn cần phải xin lỗi. Nếu sai lầm đó thuộc về công việc thì bạn cần phải suy nghĩ coi có cách nào để giúp mình không phạm lại sai lầm như vậy không. Và nếu sai lầm đó là một kỷ niệm đáng tiếc trong cuộc đời thì bạn cần phải tha thứ bản thân. Đừng giữ mãi một cái hối tiếc trong cuộc đời, vì như vậy buồn lắm. Ai cũng phạm sai lầm, cho phép bản thân được phạm sai lầm và cho phép bản thân đi tiếp sau sai lầm đó. Ok, đây là hình vẽ rất là gấp của mình vì thời lượng lên sóng không còn nhiều nữa nên mình vẽ cực kỳ nhanh như vậy thôi nha. Bà em đang xem đó bạn. Ok, mình sẽ gửi hình này lên group để tặng cho tất cả các bạn ha. Đây là hình của buổi học hôm nay. Như vậy hôm nay mình đã chỉ có 1 tiếng với nhau thôi mà mình học được kha khá thứ. Mình học được cách group size, cái cách group hình làm sao để có thể một vẽ chỉ một lần mà ra được nhiều thứ. Mình học cách làm sao để chụp hình từ trên một cái hình đã vẽ trên giấy, chuyển nó vào để vẽ thật trên máy. Mình học cách vẽ linh tinh, là background, vẽ tranh, vẽ trung thu và cuối cùng là vẽ tranh cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Doris, rất mong bạn đã có một khoảng thời gian thú vị trong chuyện vẽ vời cùng với Doris. Mình cũng mong là ngoài buổi stream này thì mình có thể stream được nhiều hơn vì vẽ trực tiếp và ngồi nói chuyện với mọi người cũng khá vui. Hy vọng là sẽ được gặp các bạn trong những lần sắp tới và hy vọng là những cái tips mà Doris share cho bạn buổi tối hôm nay thực sự hữu dụng cho bạn. Ok, mình chào mọi người nhé. Mọi người đi xem đá banh đi ạ. Chào mọi người, nhớ giữ gìn sức khỏe, xin Chúa giữ gìn bạn, bảo vệ bạn, chúc bạn sẽ an toàn và vui vẻ và vẽ được nhiều thứ và tìm được điều mà mình yêu thích trên hành trình học hỏi một thứ gì đó mới. Bye bye!
Bye bye, hẹn gặp lại bạn trong những lần stream sắp tới.